Tinh Hà Sán Lạn tổ chức tiệc mừng công, Ngô Lợi Lợi Tư và cả dàn cast đều để tựu đông đủ. Tin tức dàn diễn viên Tinh Hà Sán Lạn tham gia tiệc mừng công tại Bắc Kinh đang khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích. Theo truyền thông xứ Trung đưa tin, bộ phim cổ trang siêu hot dịp hè 2022 Tinh Hà Sán Lạn của Ngô Lỗi và Lộ Tư đóng chính tổ chức tiệc mừng công tại Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 8 năm 2022. Thông tin dàn cast đã chuẩn bị đến địa điểm tham dự khiến người hâm mộ, nhất là fan OTP, Ngô Lỗi Khả Đào đứng ngồi không yên. Hashtag tiệc mừng công Tinh Hà Sán Lạn đang chiếm giữ vị trí No Bar Hot Search bảng giá trị Weibo, chứng tỏ sức nóng liên quan đến bộ phim vẫn chưa hạ nhiệt. Khởi chiếu từ ngày 5 tháng 7, khán giả không mấy mặn mà với Tinh Hà Sán Lạn, nhưng lại không kịp quay xe ngay từ những tập đầu tiên. Diễn xuất trọn vẹn của dàn diễn viên từ chính tế phụ và đáng chú ý nhất chính là phản ứng hóa học bùng nổ giữa nam nữ chính. Mới đây, hình ảnh Triệu Lộ Tư xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh để di chuyển đến nơi tổ chức tiệc mừng công Tinh Hà Sán Lạn đã được cảnh phóng viên ghi nhận lại. Hình ảnh Ngô Lỗi đến Bắc Kinh tham gia tiệc mừng công Tinh Hà Sán Lạn. Câu chuyện giữa Lăng Bất Nghi, Ngô Lỗi và Trình Thiếu Thương, Triệu Lộ Tư đã chiếm trọn vô số trái tim người hâm mộ. Bộ phim cũng đã đạt được rất nhiều thành tích đáng nể. Thuyền trưởng Phí Trần Tường và OTP của mình, Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi. Ngô Lỗi Khả Đào đã đến rồi đây. Trong phim khóc bao nhiêu thì bên ngoài hài bấy nhiêu. Đây là hình ảnh của hai người trong sự kiện trước đó gây sốt cộng đồng mạng. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư tham gia sự kiện Bigari. Và đây là khung hình chung hiếm hoi của Ngô Lỗi Khả Đào tại sự kiện vừa qua. Hơn hết cặp đôi, Ngô Lỗi Khả Đào đang hút về lượng fan OTP siêu khủng. Ai ai cũng hy vọng họ sẽ sớm tái hợp trong một tác phẩm phim ảnh mới. Trong tiệc mừng công, khán giả rất mong được nhìn thấy khung hình chung của Ngô Lỗi và Lộ Tư. Trước đó trong sự kiện lớn của thương hiệu Bigari, dù chỉ nứt qua nhau, cặp đôi diễn viên cũng khiến fan hâm mộ rụng rời. Tuy nhiên, bên cạnh sự yêu mến, cộng đồng mạng cũng rất lo lắng cho tình trạng ship couple quá khích của một bộ phận fan sẽ dễ gây phản ứng ngược, ảnh hưởng đến thần tượng của mình và nhất là vấn đề xé couple. Bất kể ai yêu thích Tinh Hà Sán Lạn, yêu thích cặp diễn viên trẻ Ngô Lỗi và Lộ Tư cũng không muốn nghi thương phù phụ đi lại vết xe đổ của Sơ Ngộ phù phụ Thành Nghị và Viên Băng Hiền đã cạch mặt nhau sau buổi mừng công phim Tiên Hiệp Ăn Khách Niu Nỉ Mỹ Nhân Sát. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Bvlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.